Em bị ngứa, em bị ngứa đỏ rồi. Bây giờ chị bôi thuốc cho em nha. Chân tay em đỏ hết rồi, chị sẽ bôi thuốc cho em. Thuốc cho em nha. Một ngày bôi 3 lần. Một ngày chị sẽ bôi thuốc 3 lần. Vừa bôi vừa uống thuốc. Im đi con, nằm im đi, nằm im chị sẽ bôi thuốc. Này, chị sẽ sắc, cái này gọi là sắc trùng này. Nằm xuống đây chị con, nằm xuống đây. Nằm yên, yên, nằm im. Em cho bố thuốc. Nằm yên chị coi, nằm yên. Cả mặt em ở đây nè. Mặt em còn bị dính. Em còn bị ngứa. Rồi, thôi xong. Cái này là thuốc, cái này là thuốc uống. Em uống thuốc, tới giờ em uống thuốc rồi. Thank you.